Sao rồi? Kế hoạch giải cứu người đẹp của cậu thành công hay là phá sản? Bà chủ à, bà đã làm gì Kim Cương? Có phải bà ra lệnh cho Phan ám sát cô ấy có đúng không? Đó là mệnh lệnh của ông chủ. Tất cả mọi người đều nhìn thấy cô ta như một cái gai trong mắt. Chỉ có cậu là 5 lần 7 lượt bảo vệ cô ta. Cao Bằng, cậu hãy tỉnh lại đi. Cô ta và cậu sẽ không bao giờ có kết quả đâu. Cô ấy không liên quan tới chuyện này. Tôi không muốn kéo người vô tội vào cuộc. Nhưng mà bây giờ tất cả đều đã chấm hết. Phan đã thay cậu để trừ khử con bé đó. Sớm thôi bố già Thiết sẽ gục ngã dưới tay tôi. Kế hoạch của chúng ta sắp thành công rồi. Lẽ ra cậu phải mừng mới đúng chứ. Tôi đã hy sinh 10 mấy năm xuân sắc trong ngôi biệt thự này. Tôi không thể ra đi với 2 bàn tay trắng. Kim Cương nó đã chết. Chuyện trước kia tôi không tính toán với cậu nữa. Cậu hãy toàn tâm toàn ý giúp tôi kết thúc việc này. Đây là cơ hội sau cùng của cậu. Cậu nên nhớ, ông chủ không thích những ai chống lại mệnh lệnh. Tại sao anh lại cản tôi báo chuyện này với cấp trên? Vĩnh An, nếu chú ba biết anh đơn thân hành động thêm lần nữa thì tôi nghĩ anh sẽ bị kỷ luật đó. Anh Phát, anh nghe tôi nói đã. Làm việc bên cạnh ông Thiết bấy lâu nay, tôi phát hiện một điều: tổ chức buôn hàng lậu và kinh doanh trái phép chỉ là phụ thôi. Phía sau ông ta còn có một bí mật động trời liên quan đến viên kim cương xanh huyền thoại nổi tiếng thế giới. Như vậy anh chắc đúng như lời đồn đoán, viên kim cương xanh ở trong tay bố già Thiết à? Bây giờ tôi chưa khẳng định bất cứ điều gì, cần phải có thời gian để theo dõi. Anh Phát à, anh giúp tôi giữ bí mật chuyện này với chú ba và cấp trên được không? Vĩnh An, huyền thoại và viên kim cương xanh nào đó chúng ta chưa rõ thực hư, nhưng huyền thoại và ông Trầm giết người không dấu vết chúng ta đều biết. Trước giờ anh là người làm việc luôn cẩn trọng, nhưng lần này tôi nhắc cho anh nhớ phải hết sức chú ý. Cảm ơn anh. Có điều là tôi không hiểu sao sát thủ Phan lại muốn giết Kim Cương. Tôi không nghĩ đây là thù quán riêng, chắc chắn là có liên quan tới bố già Thiết. Được rồi, tôi sẽ cho người theo dõi cô ta. Cô gái này rất khó đối phó và rất dày thịt tới giết người. Anh Phan, chắc chắn là Dương Dũng sẽ quay trở lại tìm tôi. Lúc nãy khi tôi giao đấu với Phan, anh ta đã nghi ngờ tôi. Anh hãy đánh tôi bất tỉnh đi. Đánh tôi bất tỉnh nhanh lên. Làm đi. Tôi còn bất tỉnh để thoát khỏi sự nghi ngờ của Dương Dũng, và cũng để dễ trả lời với bố già Thiết khi ông ta hỏi tôi. Mau lên, không kịp đâu.
Vina, 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 đứng lên xe, nhanh lên. Ba xin lỗi con. Con gái, ba xin lỗi con. Kim Cương, con làm ba lo quá. Ba, con có thấy đau đâu không? Từ từ con. Ây, từ từ thôi. Đau. Sao con về đây được vậy ba? Ba thật sự chưa bao giờ cảm thấy cảm ơn trời Phật như lần này. Nếu chậm thêm một chút nữa, ba thì không dám nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng mà con yên tâm đi, ba hứa sẽ không bao giờ có chuyện xảy ra tương tự như vậy nữa. Ba, con xin lỗi ba, cũng tại con hết. Con chỉ biết vui với những điều mình thích thôi. Con không ngờ bị lọt bẫy của tụi xấu xa đó. Không phải lỗi của con đâu, mà bọn chúng đeo bám ba. Nếu như hôm nay không dùng cách hèn hạ này để bắt cóc con, thì bọn chúng cũng sẽ nghĩ ra cách khác. Kim Cương à, con phải hứa với ba phải hết sức cẩn trọng, không được tin bất kỳ ai. Con có nhớ không? Dạ. Cũng may là lần này có Vĩnh An và Dương Dũng nhanh trí nên mới đưa con về đây được đó. Chứ nếu không thì... Ba, Anh Vĩnh An còn ở đó đó ba. Anh không có quen với những chuyện này, con sợ là anh sẽ gặp nguy hiểm đó ba. Con yên tâm, Dương Dũng đưa con về đây rồi quay lại để cứu Vĩnh An. Đừng có lo. Dạ. Con cứ nằm nghỉ đi, con còn yếu lắm đó. Nghe con. Vô đi. Dạ. Con uống thuốc giảm đau đi rồi ngủ một chút cho khỏe. Dạ. Gì? Ruby ngủ chưa gì? Sao con không thấy em con hả gì? Dạ, tôi cũng không rõ nữa. Hồi sáng á, cô ba nói là cô ba tới trường, mà theo như lịch thì ngày hôm nay cô ba ở nội trú. Dạ, con cảm ơn dì. Dạ. Thôi, con ngủ đi, đừng có suy nghĩ gì hết. Dạ. Sáng mai ba sẽ vô trường đón Ruby về với con. Dạ. Tính rồi sao? Mà anh hùng cứu mỹ nhân đó không phải là quá nguy hiểm sao? Tại sao tao ở đây? Còn Kim Cương đâu? Chẳng phải tao nhờ mày đưa Kim Cương về chỗ chú Thiết rồi sao? Mày khỏi cần lo, tao đã đưa Kim Cương về tới nhà an toàn rồi. Nhưng mà có chuyện này tao muốn hỏi. Mày trả lời thật lòng tao, có phải là mày muốn cố tình làm xấu hình ảnh của tao trước mặt Kim Cương để mày ghi điểm cho bản thân không? Mày nói cái gì vậy? Không lẽ mày nghi ngờ tao sao? Tại sao mày lại biết bọn bắt cóc đó chọn nơi đó làm xào huyệt, trong khi đàn em của chú Trung á tìm kiếm mấy ngày không có kết quả gì cả? Còn mày, tìm cách nào để đến đó? Dũng à, mày hiểu rõ khả năng của tao nhất mà, sao mày hỏi tao câu này? Dù có làm việc bên cạnh chú Thiết bao lâu tới cỡ nào,
thì mấy cái chuyện bắt tinh hay là đón mồ ngoài lề mày sẽ không bao giờ thắng nổi tao. Trước đây cũng vậy, bây giờ chứng thực điều này là đúng, không phải sao? Đúng là trước đây có như vậy, nhưng còn chị gì nữa. Trời ơi, bây giờ mày không thấy tao bị đánh tả tơi hay sao? Rõ ràng mày là một công tử chân yếu tay mềm. Hồi trước mỗi khi có chuyện đánh nhau, mày đều dạt ra chỗ khác. Tại sao bây giờ mày lại thay đổi như vậy? Thay đổi cái gì mà thay đổi? Thì tao cũng phải giả bộ múa vài đường để mày có thời gian mày đưa kim cương trốn thoát chứ. Chứ nếu mà tao giỏi giang thì tao đâu có bị cô gái đánh cho thân tàn ma dại như vậy. Nè, không lẽ là mày nghi ngờ tao bắt cóc kim cương rồi tự dựng lên cái màn kịch này hả? Chuyện đó thì không phải. Làm ơn đi, tao không có hề muốn dính dáng vào mấy cái chuyện đâm chém ồn ào vậy. Nếu mày thương tao và coi tao là bạn á, làm ơn đi mua thuốc giảm đau giùm tao. Dũng, trời ơi, đừng có để tao ngồi đây tao chịu đựng đau đớn như vậy được không? Đi, để tao chạy đi mua thuốc. Mà giờ này khuya rồi, không biết là tiệm thuốc có còn mở cửa hay không. Nếu không á, tôi cho mày đau tới ngày mai luôn. À, trời ơi. Nguyên tắc của cậu là không đụng vào người già và trẻ nhỏ, nhưng không còn lựa chọn nào khác. Đợi bố già Thiết về tới, con Ruby sẽ khai ra tất cả. Chúng ta chết cũng không sao, nhưng nhiệm vụ ông chủ giao mười mấy năm nay trở thành công cốc, mãi mãi sẽ không hoàn thành. Hoặc là cậu tự mình giết nó, hoặc là tôi phải nhờ tay người khác. Với cậu, có thể chết không là gì hết, nhưng tôi thì nhất định phải sống. Hơn nữa, con trai tôi phải được an toàn. Cậu quyết định nhanh đi. Không kịp nữa đâu, chỉ cần bố già Thiết về tới thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Khoan đã, tôi sẽ tự giải quyết chuyện này, bà chủ an tâm đi. Đem theo sự quán trách với tôi về thế giới bên kia đi. Anh Cao Bằng, anh cứ giết em đi. Em biết là anh rất thương gia của em và chị hai của em cũng vậy. Em không bao giờ quán trách anh vì em biết anh không phải là người xấu. Anh cứ giết em. Đừng nói nữa. Anh cứ giết em đi. Anh bị
Người muốn em chết không phải là anh. Em cũng không muốn xa anh, xa chị hai và cả xa ba nữa. Em không còn cách nào khác. Anh cứ xuống tay đi, anh cứ giết em đi. Sao người có trùm chú Sơn En à? Đúng vậy đó anh, người đánh bất tỉnh Tú Mèo là một cô gái dáng người cao, mặc đồ đen. Dạ đúng rồi đó anh Quay, khi mà em vừa mới hé mắt đã thấy bóng dáng của một đứa con gái, nó hạ em chỉ bằng một đòn thôi anh. Đoạn Hải, nữ sát thủ Phan đang nhận nhiệm vụ tiêu diệt tao sao? Em nghĩ chắc chắn là vậy đó anh. Tại vì những người ra tay mà không để lại dấu vết thì chỉ có cô gái đó. Có bộ kỳ này mình là miếng mồi trong tay của lão trùm chú Sang Hen rồi. Cái lão già cấu kiếp này một mặt hối thúc tao phải tìm cho được viên kim cương xanh kia, còn một mặt thì chẳng hết đường, không cho tao có cơ hội để hành sự. Thật ra lão muốn gì, lão muốn gì đây? Em nghĩ ông ta sợ anh Quay nắm được nhật báo ở trong tay, rất có thể anh sẽ bỏ trốn bất cứ lúc nào nên ông sợ. Do đó ông chỉ đem anh Quay ra làm mồi nhử để trêu ghẹo bố già Thiết là thượng sách. Tới khi viên kim cương xanh kia ló dạng, ông sẽ xuất hiện ngay lập tức giết bọn mình. Tao đã nhìn rõ bộ mặt thật của lão già Chu Sang Hen này rồi. Đừng có hòng mà lấy lại viên kim cương xanh kia từ tay thằng Quay này một lần nữa. Đó là công sức của tao, đó là mồ hôi nước mắt của tao. Anh Quay, nhỏ nhỏ thôi, người ta nghe bây giờ hả? Chỗ này không an toàn đâu, có chuyện người ta nghe thấy. Gần đây người của lão già Thiết đã lần ra manh mối rồi, việc tiếp cận với con gái của ông ta có lẽ sẽ khó khăn đó. Anh Quay, không lẽ mình bỏ cuộc sao anh? Không, tao đã suy nghĩ ra một cách lưỡng toàn kỳ mỹ. Theo mày, con gái bây giờ nó thích cái gì nhất? Em... tài sản hay là quà tặng đắt giá tới cỡ nào? Em... mẹ nó, bởi vậy con người của mày có biết cô gái bao giờ đâu. Thôi được rồi, hai đứa mày đi kiếm mấy cuốn sách nghệ thuật của người đẹp về đây, tao có kế hoạch mới rồi. Lẹ đi, gấp lắm. Dạ, để em lo chuyện này. Đi đi. Tôi chưa bao giờ nghĩ tới tình huống này, nhưng hình như người duy nhất tôi tin tưởng cho đến bây giờ đó là cô. Anh có thể tin tưởng kẻ đã giết người con gái mà anh yêu thương nhất sao? Tôi bất ngờ với anh lắm đó Cao Bằng. Cô đừng dối lòng nữa. Tôi biết là Kim Cương vẫn an toàn, cô đã không xuống tay với cô ấy. Trực giác đã nói với tôi điều này. Hơn nữa, tôi tin cô sẽ không ra tay với một người không có khả năng tự vệ. Tôi tưởng rằng những kẻ như chúng ta
Đã được dạy rằng không được đặt niềm tin của mình vào người khác đâu chứ. Thật sự lần này chỉ có một mình cô mới giúp được tôi thôi. Dù là sát thủ, nhưng mà chúng ta vẫn có nguyên tắc riêng của mình. Tôi không đụng tới người lớn và trẻ em. Nè, cô tìm cách giấu con bé này giùm tôi, tuyệt đối không cho bà chủ biết. Anh đang chỉ cho tôi cách phản bội chủ của mình sao? Không phải, tôi chỉ muốn giúp một người đang giúp mà. Cô bé này là một người vô tội, tay chúng ta đã cháy máu quá nhiều rồi. Hãy cho cô bé này một cơ hội, có được không? Anh dám đưa nó tới đây? Anh có từng nghĩ tôi sẽ là người thay anh giết chết nó không? Tôi biết là cô có thể, nhưng mà tôi vẫn muốn tin cô và tin bản thân của mình một lần. Cô không có một chút động lòng trước hoàn cảnh của cô bé này hay sao? Nó cũng như chúng ta, là cô Nhi, là một đứa trẻ bị ruồng bỏ. Thôi được, coi như tôi đã tin tưởng lầm rồi. Lũ Bi, chúng ta đi. Khoan đã. Dạ, mời bà. Ăn sáng đi cậu. Cô Hai khỏe rồi hả? Cô muốn ăn gì để tôi đi nấu? À, thôi, lát nữa con uống sữa được rồi. Ruby chưa về hả dì? Sao con không thấy nó? Tôi vẫn chưa thấy cô ba về. Chắc là cổ đang còn ở trong trường nội trú á. Dạ, cảm ơn dì. Dạ. Dì Băng, Ruby đâu? Sao tôi không thấy nó ở nhà? Đứa con gái không có tôn ti trật tự chút nào, có bao giờ đi thưa về trình người lớn, làm sao tôi quản nổi. Dì đã hứa với ba tôi là sẽ chăm sóc Ruby, ít nhất nó đi đâu làm gì dì phải biết chứ. Nó cho phép tôi đụng tới nó sao? Ủa, mà người nó yêu thương nhất là cô, nó ở đâu cô phải là người biết rõ nhất chứ. Dì Thạch Anh, ăn đi rồi đi học con. Cậu đã khỏe hẳn chưa mà đến công ty sớm vậy? Con đâu có sao đâu chú. Con muốn tránh cho bọn bắt cóc tấn công thêm, cho nên con mới giả vờ ngất đi. Chứ thật ra con không nghiêm trọng tới vậy đâu. Cũng may Dương Dũng tới kịp lúc, cho nên con mới an toàn. Nghe nói người phát hiện ra hang ổ của bọn chúng chính là cậu. Vĩnh An à, tôi phải thực sự khâm phục khả năng phán đoán của cậu. Nếu không nhờ cậu thì hôm nay chắc Kim Cương chưa thể quay về. Kim Cương có sao không chú? Nó vẫn ổn. Cậu hết lần này tới lần khác cứu tôi và hai đứa con gái của tôi. Tôi không biết làm gì để đền ơn cậu đây. Cậu có làm được gì đâu chú, cũng do mọi người giúp đỡ con nhiều thôi. Cậu biết đó, tôi có rất nhiều kẻ thù, bất cứ lúc nào chúng cũng có thể làm hại đến tôi. Nhưng dù tôi có xảy ra chuyện gì, cậu nhất định phải đặt sự an nguy của Kim Cương lên trên hết. Con gái của tôi phải tuyệt đối an toàn. Cậu nhớ lời tôi dặn không, Vĩnh An? Dạ, con nhớ mà chú. Tôi đã có lỗi với mẹ của Kim Cương, nên con gái tôi không thể chịu đựng sự thờ ơ từ cha nó. Tôi suy nghĩ kỹ rồi, tạm thời phải để Kim Cương xa tôi một thời gian. Chỉ có ra nước ngoài nó mới thực sự an toàn, không còn bị kẻ thù nào uy hiếp được nó nữa. Chú à, con thấy... Thôi, chuyện này để bàn sau đi. Chú Trung đã hứa giúp tôi tìm một ngôi trường thật tốt cho Kim Cương ở ý.
Văn phòng luật sư tuần này sẽ bắt đầu đi vào hoạt động. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả rồi phải không? Dạ. Mọi việc chú Giang con đã hoàn tất rồi. Nó đi học nội trú, tại sao cặp sách lại ở nhà? Không lẽ dì Hà Băng đang giấu mình chuyện gì hay sao? Cô hai, có người gọi điện về cho ông bà, nhưng mà không có ai ở nhà. Là ai vậy dì? Dạ là người ở trường của cô ba gọi về đó cô hai. Dạ alo, tôi là chị của Hồng Ngọc. Dạ xin lỗi, có chuyện gì không ạ? Tôi chính là giám thị của lớp em Hồng Ngọc. Đã gần tới ngày thi giữa kỳ, cho nên Hồng Ngọc phải vào nội trú để bắt đầu dạ. Tập. Tôi muốn gọi báo với gia đình, cuối tuần em Hồng Ngọc mới được về. À, dạ tôi hiểu rồi, nhưng mà em Hồng Ngọc để quên cặp sách ở nhà. Tôi sẽ mang tới trường cho em ấy liền. À, không cần đâu. Trong quá trình ôn tập, chúng tôi sẽ phát đề cương riêng, không cần phải đem sách vở tới. Dạ, dạ tôi hiểu rồi. Cuối tuần tôi sẽ vào đón em. Nhờ nhà trường chăm sóc em Hồng Ngọc giúp tôi nha. Dạ, cảm ơn thầy. Dạ. Dạ. Tìm tao có chuyện gì sao? Hôm bữa mày dám bỏ thuốc lại cho người bệnh nửa đêm rồi bỏ về hả? Ừ? Tao đâu phải là người yêu hay là ô xin của mày mà chăm sóc cho mày từng chút một. Nếu muốn tìm người cơm bưng nước rót thì kiếm một cô vợ đi là vừa. Dũng nè, dù sao thì tao cũng cảm ơn mày đã quay trở lại, chứ nếu không thì tao chết rụt ở đó. Mày bây giờ là người ơn của chú Thiết và Kim Cương rồi, làm sao mà tao dám không quay lại chứ? Nếu như ta không muốn phạm trọng tội với ông chủ. Sao tự nhiên mày nói chuyện nghiêm trọng quá vậy? Mày cứu Kim Cương, tao biết ơn mày. Nhưng mày trả lời tao đi, mày không dùng lý do này để tiếp cận Kim Cương một lần nữa chứ? Là vô tình thôi. Mày nghĩ tao là kẻ cơ hội vậy sao? Không phải. Tao thích Kim Cương, mày cũng biết mà. Lẽ ra những chuyện này tôi nên làm để lấy lòng tin của Kim Cương và chú Thiết. Tình cảm xuất phát từ trái tim chứ không phải từ ơn nghĩa. Mày đừng có nghĩ như vậy. Nhưng dù sao thì mà thôi, tao chỉ cần mày hứa là không có tình ý gì với Kim Cương là được rồi. Chỗ là bạn bè thân thiết với nhau, cho nên là tao tin tưởng mày. Chơi với bạn thì đừng bao giờ cướp bạn gái của bạn. Thật ra thì tao... Alo. Anh An hả? Em muốn gặp anh. Nếu như anh không bận gì á thì ghé qua nhà em được không? À, được rồi. Vậy em chờ anh ở nhà gỗ nha. Em biết rồi. Ai gọi mày vậy? À, là một người bạn cũ thôi. Bây giờ tao có việc phải đi. Chiều nay chúng ta có một cuộc hẹn ở nhà chú Thiết, mày đừng có quên đó.
Cô bé thế nào rồi? Cô ổn không? Đã ăn uống gì chưa vậy? Hả? Tôi không có nhiệm vụ phải chăm sóc cho nó. Tôi khuyên anh hãy tỉnh táo, nghe theo lời khuyên của bà chủ. Diệt cỏ thì phải diệt tận gốc, nếu không anh sẽ là người hối hận, và công sức của chúng ta xem như hủy hoại đó. Đủ rồi, cô đã hứa giúp tôi lần này mà. Đừng ngăn cản, dù có chết tôi không để ai làm hại tới cô bé đâu. Chuyện của Phen coi như đã ổn. Không biết Kim Cương có tin lời tên giám thị giả gọi đến để chứng minh vụ Ruby mất tích hay không. Ruby à, em đừng có phản kháng như vậy. Tôi sẽ mở trói để em có thể ăn cơm mà. Nhưng mà phải hứa với tôi, tuyệt đối không được bỏ chạy. Nói với anh rồi, là anh phải ra tay trừ khử nó. Đừng để tôi phải làm chuyện này. Tôi sẽ không để anh vì chị em nó mà hủy hoại tương lai của mình đâu. Tôi ngay khi văn phòng luật sư đi vào hoạt động, chúng ta phải làm sao hợp thức hóa toàn bộ số giao dịch của công ty trong thời gian vừa qua. Các nguồn tiền phải chứng minh được hết. Cậu hiểu chứ? Dạ, con hiểu rồi thưa chú. Hồ sơ theo ý chú con đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Thưa chú, con chuyên dẹp sông bạc ở ngoài Vũng Tàu. Mọi người ngoài đó vẫn còn cứng đầu. Con nghĩ là chúng ta nên dùng vũ lực thì mới dạy cho bọn chúng một bài học được. Cứ làm vậy đi. Lúc cần mềm thì chúng ta phải mềm mại, nhưng lúc cần vũ lực để áp đảo chúng nó thì không thể chối từ. Nếu không, bọn chúng sẽ càng ngày càng to gan lớn mật. Nhất là sau khi tin tức con gái của tôi bị bắt cóc lan truyền ra ngoài, ắt có kẻ càng lúc càng xem thường tổ chức của bố già này. Dạ. Em biết anh không có thể nào ngăn cản được ba em, nhưng em xin anh hãy khuyên ba em từ từ tránh xa khỏi con đường lạc lối. Thưa chú, con nghĩ tạm thời chúng ta nên dồn hết sức mình vào chuyện kinh doanh. Hoạt động làm ăn phi pháp từ từ thu hẹp lại và tránh xa các tổ chức bài bạc. Như vậy là tốt nhất thưa chú. Chính An, mày nói gì vậy? Mày bị điên hả? Chú à, chắc Chính An mới về hơi mệt. Để con đưa Chính An về nha. Nè, cậu Vĩnh An nói đúng. Tôi cũng đang suy nghĩ nhiều về cái chuyện đó. Nhưng làm gì
cũng cần phải có thời gian, không thể nào gấp được Vĩnh An à. Nhưng mà chú... Không, không cần nói nữa. Dương Dũng tập trung hết sức mình để đàm phán hợp đồng xây dựng trung tâm massage giải trí cho tụi nước ngoài trước đi. Còn chuyện ở sòng bài, tôi sẽ tìm giải pháp thích hợp rồi bàn với cậu. Dạ. Kim Cương. Anh, em chờ anh từ sáng tới giờ. Nghe bà nói tối hôm qua anh làm việc khuya nên là anh ở lại hả? Nói ra thiệt xấu hổ. Nói là làm cả đêm, bà cứ tới 3-4 giờ sáng là mắt mở hết lên à. Anh vẫn còn mệt mà. Thời gian qua anh cũng đâu có ở không. Ngoài việc công ty ra, anh còn kiêm thêm nghề tay trái là đi giải cứu người bị bắt cóc. À, sáng nay anh không cần tới công ty, em đã xin ba rồi. Anh sẽ đi với em tới một nơi. Đi cùng với em hả? Ừ. Hay nói đúng hơn đó là anh sẽ làm vệ sĩ cho em. Nhưng mà đây là nhiệm vụ của Dương Dũng mà. Nếu cậu ấy biết thì... Anh đừng có lo. Em hứa là sẽ giữ bí mật để anh khỏi bị than phiền. Làm ơn đi mà. Không có anh á, bà không có chịu cho em ra ngoài đâu. Thôi được rồi. Mẹ, con tới thăm mẹ nè. Lâu rồi con gái không tới đây, chắc mẹ buồn lắm. Mẹ đừng giận con nha. Anh chào mẹ em đi. Đây là lần đầu tiên em dẫn bạn đến cho mẹ xem mặt. Có mấy lần em muốn đưa Kim Uyên tới thăm mẹ, nhưng nhiều chuyện xảy ra nên chưa đi được. Có lẽ mẹ cũng rất nhớ em. Anh thấy không, mắt mẹ em rất buồn. Nếu mà em nói trước với anh đó, thì anh sẽ ghé mua một bó hoa. Lần đầu gặp mặt phải có cái gì đó làm quà chứ. Không cần đâu. Chỉ cần là bạn của em, em biết mẹ sẽ rất vui rồi. Anh biết không, từ lúc mẹ vào đây, chỉ có em là người tới lui thăm viếng. Suốt mười mấy năm, có lẽ mẹ em cũng rất nhớ ba. Trong suốt mười mấy năm mà, tại sao vậy? Vì ba quá thương mẹ em nên bà không dám đối diện với chuyện mẹ em đã mất. Anh biết không, ba em luôn cho rằng vì lỗi lầm của ba nên mẹ em mới mất. Dù đó là sự thật, nhưng em biết mẹ em cũng đã tha thứ cho ba. Bởi vì mẹ em là một người có trái tim vô cùng nhân hậu. Ba em rất hay ngắm hình của mẹ, nhưng đối diện với tro cốt thì không. Dù em biết có nhiều lần ba đến đây rồi lại quay về, không đủ can đảm để nhìn hũ tro cốt của mẹ. Anh xin lỗi vì đã gợi lại ký ức đau buồn của em, nhưng anh rất là tò mò lý do. Để sau đi anh, để một lúc nào đó em sẽ nói cho anh biết. Anh An, anh có biết em ước mơ điều gì không? Không. Em có thể nói cho anh nghe được không? Phần lớn các cô gái đều coi ba mình là mẫu đàn ông lý tưởng, nhưng riêng em thì em thà lấy một người hết sức bình thường để không ám ảnh vì những việc người đó đã làm.
Cho đến khi mình nhắm mắt rồi cũng không hiểu người đó đã làm gì. Kim Cương à, em đừng bi quan quá. Không giống em cũng mọi ngày một chút nào có đúng không? Ba em cũng nói em như vậy á. Ba muốn em là người vui tươi, không có một chút phiền muộn nào hết á. Thôi trễ rồi, mình về đi. Ừ, mình về. Kim Cương, em bị sao vậy? Em không sao, không sao hết. Kim Cương, Kim Cương, em sao vậy? Kim Cương, Kim Cương, con không sao chứ? Kim Cương, bác sĩ nói sao rồi? Kim Cương do mệt mỏi quá nên mới bị ngất xỉu. Chỉ cần nghỉ ngơi, chắc sẽ không sao đâu. Chú đừng có lo quá. Chú à, con xin phép về. Chuyện công ty ngày mai con sẽ lên giải quyết. Nếu Kim Cương còn mệt thì chú cứ ở nhà, không cần tới công ty cũng được mà. Giao cho cậu và Dương Dũng lo vậy. Tôi ở lại với nó một lát, để nó tỉnh tỉnh rồi tôi mới nghĩ được. Dạ, con xin phép chú. Mẹ. Hả? Mẹ. Kim Cương. Mẹ đừng bỏ con. Kim Cương. Em còn sống hả? Tại sao em lại ở đây? Em chưa bao giờ rời xa anh và con cả. Em vẫn dõi theo bước của hai cha con cho đến hết cuộc đời này. Em về nhà với anh đi. Anh đã biết lỗi rồi, anh hối hận lắm. Cũng tại vì anh mà em phải ra đi. Cũng vì anh mà Kim Cương phải chịu cảnh mồ côi mẹ. Về với anh đi, về với con đi được không? Anh đã một lần mất em vì những sai lầm do mình gây ra. Tại sao anh còn tiếp tục sai? Chẳng lẽ anh muốn mất luôn con gái mình hay sao? Không, không, Lương Vy,
Dù có chết anh cũng phải bảo vệ Kim Cương. Anh không bao giờ để cho con gái của mình phải gặp nguy hiểm. Dừng lại đi anh, trước khi quá muộn. Đó là cách duy nhất để anh có thể bảo vệ con mình. Em giao Kim Cương cho anh. Nắm chặt tay con, đừng để nó rời xa anh nha. Lương My, Lương My, Dĩ Năng, hôm qua mày ngủ nhà chú Thiết đúng không? Sao giờ này chú Thiết chưa đi làm? Tao quên báo với mày, Kim Cương bị ngất xỉu, cho nên là chú Thiết chưa tới làm. Cái gì? Kim Cương bị ngất? Rồi cô ấy có sao không? Bác sĩ nói là cô ấy bị kiệt sức. Tao nghĩ là cô ấy chịu đựng bọn bắt cóc mấy ngày, ăn uống không đầy đủ, giống hệt Ruby trước kia. Không nguy hiểm gì, nhưng mà cũng cần có thời gian để tình dưỡng. Thông thường thì những chuyện này chú Thiết hay gọi điện cho tao, nhưng mà bây giờ tao phải hỏi mày thì mới biết thông tin. Đúng là đặc biệt thật ha. Tao tình cờ biết chuyện cho nên kể đầy đủ cho mày nghe. Nếu mày còn nghi ngờ tao thì lần sau tự tìm hiểu đi. Tao chỉ nói giỡn thôi mà, có gì đâu. Mày báo với phòng nhân sự, hôm nay tao xin nghỉ nửa buổi đi lo công chuyện nha. Em chưa khỏe mà, sống lên lầu nghỉ ngơi đi. Đi, anh đưa lên. Không, anh làm gì vậy? Chuyện của em tự cân nhắc. Anh có gọi điện hỏi bác sĩ rồi. Bác sĩ nói là em chỉ cần uống sữa, uống thuốc, nghỉ ngơi điều độ là sẽ mau khỏe lại thôi. Ủa, bây giờ hơn 11 giờ rồi, em ra ngoài làm gì vậy? Nằm lì ở trong phòng buồn quá à. Em muốn đi ra ngoài một chút. Anh tới đưa em đi phải không? Anh đưa em đi á hả? Ừ. Bộ em muốn chú Thiết cẩu đầu trảo anh sao? Thôi mà, coi như em năn nỉ anh đi. Hôm nay là thứ bảy rồi, Ruby đến ngày ra khỏi trường nội trú. Em muốn tới đó rước nó, sau đó về nhà nghỉ ngơi, có được không anh? Hãy đến đón Ruby cho. Anh có mua mấy món mà em thích nè. Nè, ăn đi. Ăn đi, ăn trộn thuốc cho mau khỏe lại. Em không có muốn. Anh không cho em đi thì thôi, em sẽ tự đi xe buýt. Ai biểu anh tới anh thăm em làm gì? Em đâu có cần mấy thứ này. Nè Kim Cương à, nhưng mà em có hỏi chú Thiết chưa? Chú Thiết có cho em đi không? Em đi qua phòng ba, nhưng mà chắc ba đi ra ngoài rồi. Từ đây tới trường Ruby gần lắm, chạy xe có 15 phút à. Đón nó xong quay về là lúc đó chưa chắc ba về nữa. Biết là như vậy, nhưng mà em gái em ở trường nội trú mấy ngày rồi, anh cũng biết á, là em nhớ nó tới cỡ nào. Mỗi lần em bệnh, em cần có người ở bên cạnh. Không có Ruby, em không có ngủ được. Anh biết như vậy mà anh không có chịu giúp em hả? Anh Dũng năn nỉ mà. Thôi được rồi, em lên thay đồ đi, rồi anh đưa em đi. Anh ra xe chờ nha. Anh á là anh trai chiều chuộng em gái nhất. Cảm ơn anh hai. Anh hai cái gì mà anh hai? Ai mà chiều lòng anh hai của em?
anh vô luôn đi. Em định vô để làm thủ tục cho Ruby không ở nội trú nữa. Anh chờ ở ngoài này chắc là chờ hơi lâu á. Ok. Hồng Ngọc đã nghỉ học cả tuần nay rồi. Cô nói sao? Em tôi đã nghỉ cả tuần nay hả? Ừ. Phải. Nhà trường cũng đã tìm đủ mọi cách để liên lạc, nhưng lần nào gọi về nhà cũng không được tiếp chuyện. Chúng tôi cũng đã gọi trực tiếp cho bà Hà Băng, là mẹ của em Hồng Ngọc. Thì bà nói chuyện Hồng Ngọc nghỉ học không phải thuộc trách nhiệm của bà. Cái gì? Nhà trường cũng đành chịu thôi. Thật là vô lý. Rõ ràng đầu tuần có người đã gọi điện tới gặp tôi, nói là Ruby cần phải ôn thi, cho nên là ở lại trường. Tại sao lại có chuyện là em tôi không tới trường chứ? Rất tiếc, tới thời gian này chúng tôi mới biết được thông tin của em Hồng Ngọc. Nếu vậy mấy ngày qua em gái tôi đã làm gì? Nó đã đi đâu chứ? Ruby là học sinh thuộc trách nhiệm quản lý của nhà trường. Bây giờ cô ấy mất tích, cô nói vô can là sao? Sao không có trách nhiệm gì hết vậy? Thật tình á, thì chúng tôi cũng đã tìm cách liên lạc nhiều lần, nhưng người đứng tên giám hộ của em á, là bà Hà Băng, đã từ chối hợp tác. Chúng tôi thực sự là rất khó khăn. Cô... Thôi mà, không phải lỗi của họ đâu. Vấn đề là Ruby đang ở đâu? Nó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao suốt một tuần qua không liên lạc được cơ chứ? Em bình tĩnh lại đi. Ruby à. Nếu Ruby bị bắt cóc thì bọn chúng sẽ không bỏ qua cơ hội gây áp lực với ba em đâu. Anh nghĩ Ruby rất có thể tự ý trốn ra ngoài để tìm em. Tìm em? Em nhớ lại coi, cái ngày mà Ruby trốn đi cũng là lúc em bị bọn bắt cóc giam giữ chưa về nhà. Anh sẽ báo chuyện này với chú Thiết, rồi chúng ta sẽ đi tìm Ruby gấp. Không sao đâu, em đừng lo lắng quá. Trời ơi. Bây giờ giữ con bé ở lại đây cũng không phải là giải pháp tốt đâu, vì bà chủ có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Phen à, cô hãy giúp tôi tìm một phương pháp nào đó toàn diện nhất, không gây tổn hại tới người vô tội có được không? Anh muốn tôi giúp anh nhưng lại không đồng ý cách làm của tôi. Vậy thì tôi có cách làm nào khác tốt hơn đâu? Nếu như để con bé mang hộ chiếu giả đi đường bộ sang Thái Lan, sợ là cả đời cũng không thể nào đoàn tụ với gia đình. Nó chỉ là một con bé yếu đuối thôi. Sống bằng cách nào đây hả Phen? Hả? Vậy anh có biết khi tôi bị gia đình bỏ rơi, tuổi tôi chỉ bằng một nửa con bé này không? Cách duy nhất là sử dụng hộ chiếu này. Anh hãy đưa con bé tới địa điểm, tôi sẽ cho người chờ sẵn ở đó. Họ sẽ tìm cách vận chuyển con bé sang Thái Lan an toàn, rồi bỏ nó ở một bến nào đó. Không được. Đừng nói không được với tôi. Tôi chỉ có thể giúp được tới vậy. Làm được hay không thì tùy. Tôi tuyệt đối không ép. Kim Cương à. Ruby à, em đang ở đâu? Trời ơi, tại sao lại như vậy? Chị là người chị không tốt mà. Em mất tích cả tuần đây mà chị không hề hay biết gì hết. Chị thật có lỗi với em. Kim Cương à, em bình tĩnh lại đi. Anh nhất định sẽ mang Ruby về để cho em. Hà Băng, bà đã giấu em gái của tôi ở đâu? Tôi phải bắt bà trả giá. Kim Cương cô à. Hai, cô Hai. Kim Cương, buông em ra. Cô Hai có chuyện gì vậy?
Kêu bà chủ ra đây cho tôi. Dạ, bà chủ vừa đi ra ngoài rồi, không có ai ở nhà. Phải rồi, em phải gọi cho ba, em phải báo cho ba biết mới được. Trời ơi, tại sao ba không chịu nghe máy mà lại tắt máy nữa? Có khi nào ba cũng nghe lời bà ta, cũng muốn bỏ rơi em Ruby có đúng không? Kim Cương à, em bình tĩnh lại đi. Chắc có thể là chú Thiết đang bận công chuyện gì đó. Em yên tâm đi, chuyện này cứ để cho anh điều tra, rồi anh mang Ruby về cho em nha. Em sẽ tự đi tìm em gái em. Anh đi về đi, lúc này em không muốn nói chuyện với ai hết á. Kim Cương à, Kim Cương. Cô hai. Tôi sẽ chuẩn bị một ít đồ đạc. Khi quay về, tôi sẽ đón nó đi ngay. Cô hãy đánh thức nó dậy, thuyết phục nào một chút gì là tốt nhất. Đi. Thả tôi ra đi mà, tôi muốn về nhà. Thả tôi ra đi chị. Im miệng đi. Đã vào đây rồi á thì đừng hòng thoát ra ngoài. Ồn ào á chỉ có con đường chết mà thôi. Ăn đi, không còn nhiều cơ hội nữa đâu. Chị định làm gì tôi? Bà tôi sẽ không tha cho các người đâu. Không là tôi la lên đó. Vô ích thôi. Phòng này được cách âm rất tốt, cô có la lên cũng không ai tới cứu cô đâu. Ăn đi, cơ hội cuối cùng rồi đó. Đứng lại. Gì bác? Đứng lại. Còn khốn, ngay cả cô cũng dám phản bội lại tôi hả? Có đúng hay không? Anh Cao Bằng, anh có ở trong đó không? Anh ra đây đi, em cần anh giúp. Anh Cao Bằng, anh trả lời em đi, anh có biết Ruby đang ở đâu không? Em xin anh hãy đi cứu Ruby đi. Anh Cao Bằng, Cao Bằng, Cao Bằng, Cao Bằng. Ruby bị mất cả tuần này, không ai biết nó đi đâu hết. Ruby nó rất là thương anh. Nếu nó bỏ đi thì chắc chắn người đầu tiên mà nó liên lạc sẽ là anh. Cao Bằng ơi, anh đang ở đâu vậy? Anh giúp em đi. Cao Bằng, anh đang ở đâu? Thank you.
Vậy là anh chưa bao giờ từ bỏ em. Vậy tại sao, tại sao anh không dám đối diện với tình cảm của mình chứ? Ruby nó đã biết rõ mọi bí mật của chúng ta, nên nếu nó quay về được biệt thự và nói với bố già Thiết chuyện này, thì mẹ con tôi không thể nào sống sót quay về Hồng Kông. Cô đang tiếp tay với Cao Bằng giết chết mẹ con tôi. Cô muốn hủy diệt giọt máu duy nhất công chủ, có đúng hay không? Tôi không có ý đó. Được, vậy thì cô chứng minh đi. Cả con bé kia lẫn Cao Bằng, cô đem chúng về đây giết chết trước mặt tôi. Nếu không, lập tức chuyện này sẽ tới tai ông chủ. Cô nhắm cô gánh trách nhiệm nổi hay không? Cô đi đi, tôi cho cô thời gian trong vòng 2 tiếng. Cả con bé kia lẫn Cao Bằng đều không được sống. Đi mau. Tôi nhận lệnh. Phải cho Chu Sang Hen biết hết mọi chuyện mới được. Đi lại gần tôi. Ruby à, Ruby à, đi lại gần tôi, đi lại gần tôi. Không sao đâu. Thả tôi ra. Ruby à, thả tôi ra. Ruby. Cao Bằng, đã xảy ra chuyện gì? Tôi đã dặn cô phải cẩn thận mà Phen. Tôi xin lỗi, tôi không thể giúp anh được nữa rồi. Giờ tôi phải đưa con bé này về giao cho bà chủ. Không được. Anh tỉnh táo lại đi Cao Bằng. Chỉ có cách giao nó cho bà chủ thì anh mới có cơ hội sống sót. Nếu như chuyện này tới tao chủ, hậu quả thảm khốc như thế nào anh thừa hiểu mà. Nếu như bây giờ giao con bé này cho bà chủ, con bé chắc chắn sẽ không an toàn. Tôi đã hứa là bảo vệ cho cô bé, cho nên tôi không thể giao nó cho cô. Anh biết rồi, anh không giao con bé cho tôi cũng không được. Số phận con bé đã ngắn ngủi như vậy rồi, anh phải chấp nhận đi. Phan à, nếu bà chủ đã biết Ruby còn sống, tôi sẽ đem nó về nhà. Anh điên rồi hả? Đây là cách duy nhất và vô cùng chính đáng. Hậu quả của chuyện này tôi sẽ gánh chịu. Tôi hứa sẽ không để liên lụy tới cô. Cao Bằng, anh... Vậy được rồi. Xe đi.